Chào bạn trở lại với nhóm review. Thì ở cái video lần trước, nhóm có giới thiệu và hướng dẫn các bạn sử dụng bộ điều khiển thiết bị qua điện thoại MET024. Đây. Thì sau một quá trình sử dụng và trải nghiệm, mình nhận thấy một số vấn đề. Thứ nhất là cái bộ điều khiển này nếu mà đặt ở các cái vị trí mà có sóng yếu thì thường thường xảy ra hiện tượng là bị reset lại bộ điều khiển này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp thêm anten. Thì ở đây mình có chuẩn bị hai loại anten này. Thứ nhất là anten GPS GSM 3G. Đây, nhỏ gọn mình có thể nhét vào bên trong. Hoặc là các bạn muốn nó khỏe hơn thì có thể sử dụng một cái dây kéo dài này. Đây, các bạn ý, dây kéo dài SMA này. Và một cái anten SIM thẳng. Đây, để mình bắt được sóng tốt hơn và hạn chế cái việc thiết bị reset lại. Và để điều khiển được cái thiết bị này thì chúng ta phải nhắn tin, điều khiển từ xa chúng ta phải nhắn tin SMS. Thì mỗi lần một lần điều khiển mình lại phải nhắn thêm một lần, tức là viết lại cú pháp tin nhắn ấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app trên Android mà mình tham khảo trên mạng và viết ra. Thì mình cũng không chuyên về viết app trên Android nên là cấu hình nó đây nó không được đẹp cho lắm. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối các cái dây và kết nối anten này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tháo ốc ra. Ok, thì mình vừa tháo xong các cái ốc ra này. Thì các bạn ý này, ở đây có một cái chân để mình cắm thêm anten. Đây. Các bạn có thể sử dụng cái anten này. Đây, các bạn để ý chân này. Cắm vào đây. Thì ở đây sóng của mình yếu, mình sẽ sử dụng cái này cho nó hoành tráng. Đấy. Các bạn rút cái này ra, xoay vào. Rồi, kết nối vào cái chân ở đây. Ok. Bây giờ mình sẽ lắp sim này. Đây, lắp sim vào đây. Đây, lắp sim. Các bạn sẽ quay mặt sim lên trên này. Ok. Thì nó kêu tạch phát là đâu vậy. Bây giờ mình sẽ lắp vào. Và thò cái dây ra, các bạn có thể lắp cái này vào bất kỳ vị trí nào xung quanh. Đây mình sẽ cố định ốc, bốn ốc vào và lắp thêm dây nguồn. Rồi thì ở đây mình đã tiến hành đấu dây đầu vào này, dây AC này, và cái dây đo nhiệt độ ở đây và cố định các cái bốn cái ốc. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn và chờ cho thiết bị hoạt động ổn định đã. Rồi thì sau khi cấp nguồn các bạn thấy khoảng từ 1 đến 2 phút là để cái thiết bị này hoạt động ổn định. Và đồng thời thì nếu mà khi mà các bạn đã đăng nhập thì nó sẽ gửi tin nhắn về. Đây. Nếu mà số điện thoại này mà đăng nhập trước rồi ấy, thì nó sẽ gửi về là đây, thiết bị đã khởi động xong, xin mời điều khiển. Đó. Đây, các bạn có thể điều khiển bằng bốn cái nút ở trên này. Và là bốn cái nút bấm ở đây như ở cái video lần trước bên mình giới thiệu. Thì ở đây mình có viết một cái app đây. Các bạn nhấn vào. Đó.
thì cái số điện thoại này mình sẽ lấy trực tiếp ở danh bạ. Đó. Thì đầu tiên các bạn sẽ lưu cái số mà mình lắp vào cái module này là cái tên mình sẽ nhớ này. Ở đây mình lưu là MST01 đây. MST01. Đó, thì nó sẽ hiển thị cái số điện thoại ở đây. Và ở lần đầu tiên thì mình sẽ cần phải tiến hành đăng nhập. Các bạn nhấn vào đăng nhập này. Đây. Mật khẩu mặc định ban đầu là từ 4 số 1 2 3 4. Đó. Và tiến hành nhấn vào đăng nhập. Phần mềm sẽ tự động gửi tin nhắn xuống. Đó. Đây. Các bạn đây. Thì ở cái số này mình đã thêm vào thiết bị này nên là nó sẽ báo về số điện thoại của bạn đã tồn tại trong hệ thống. Vui lòng lệnh điều khiển. Ok. Rồi, để đổi mật khẩu này, các bạn sẽ gõ mật khẩu vào mới này. Ở đây mình sẽ đổi từ là 2305. Thay đổi. Nhấn vào thay đổi. Các bạn chờ trong một lát. Đây. Mật khẩu của mới của bạn là 2305. Đấy. Để bảo mật, vui lòng nhớ mật khẩu mới và xóa tin nhắn này. Ok. Và mình có thể kiểm tra tài khoản này. Các bạn sẽ nhấn vào cái nút kiểm tra tài khoản ở đây. Đây. Thì chờ một lúc, sẽ gửi cái thông tin tài khoản, cái số tiền còn lại trong cái sim mà mình đang lắp ở đây. Các bạn có thể khởi động lại thiết bị bằng cái nút nhấn màu đỏ trên này. Đây. Yeah. Đây. Thì đã có tin nhắn tài khoản gửi về. Thì tài khoản gốc của cái sim mà mình đang lắp ở đây là có 6.700 đồng. Đây. Bây giờ mình sẽ quay ra và tiến hành điều khiển này. Đây. Thì như ở video trước, các bạn thực hiện cuộc gọi ấy, nó sẽ điều khiển cái thiết bị 1 này. Thì ở đây mình có cho một cái nút là ưu tiên thiết bị 1, các bạn nhấn vào đây. Nó sẽ thực hiện cuộc gọi luôn. Đấy. Đó, thiết bị 1 tắt. Gọi lại lần nữa. Nhanh hơn là bạn phải đi tìm cái số điện thoại. Đó. Bật này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành điều khiển thiết bị này. Đây, ở cái bảng điều khiển này. Đồng thời thì đây, số đã gửi về các cái trạng thái của thiết bị 1 vừa tắt vừa bật. Đó. Bây giờ mình sẽ đầu tiên là mình kiểm tra cái trạng thái của các thiết bị này. Đây, có tin nhắn phản hồi về thiết bị 1 bật, thiết bị 2 tắt, 3 tắt, 4 bật. Đây. Và nhiệt độ ở cái đầu sensor ở đây là 28,9 độ C. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành tắt thiết bị 1 này. Đấy. Thiết bị 1 tắt. Đây, tin nhắn gửi về. Thiết bị 1 tắt. Bật thiết bị 2. Đấy, thiết bị 2 bật này. Bật 3. Phản hồi rất nhanh. Bật tiếp cái thứ nhất. Đó. Cả 3 cái đều bật này. Đồng thời tin nhắn cũng gửi về. Và đây, có thêm một cái chế độ nữa là mình hẹn giờ bật này. Mình sẽ bật thiết bị 1 trong vòng 1 phút. Thì cái thời gian bật này các bạn có thể chọn từ 1 đến 710
Code thì mình chọn một thôi. Đó, đang cài đặt. Thì một phút nữa thiết bị start đây. Thiết bị một đã bật và tắt sau khoảng một phút nữa. Các bạn để ý nhé. 10 giờ. Đây, thiết bị 1 đã tắt và nó gửi luôn tin nhắn phản hồi về. Thiết bị 1 đã tắt. Ok. Xong. Nên cái công việc điều khiển nó đơn giản rất là nhiều. Các bạn không phải viết từng tin nhắn một. Rồi, sau khi điều khiển xong, các bạn nhấn thoát. Thì cái video hướng dẫn các bạn lắp thêm anten và điều khiển qua một cái app Android ở trên thiết bị Android ở đây của nhóm bên đây là kết thúc. Thì các bạn có thắc mắc gì về cái anten hay là cái bộ này hoặc là cái app ở trên đây thì hãy liên hệ với nhóm để được nhóm hỗ trợ và hướng dẫn các bạn tốt hơn. Rồi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhớ like, share và subscribe kênh của nhóm nhé.